Đấy là đào, nghiệp chính là làm vợ. Những lúc chồng vắng nhà, Đào hay đi đu đi đưa. Đào thích đi cà phê, tám chuyện với họ chị em. Lần nào Đào cũng gọi trà Đào. Không phải vì Đào tên Đào mà Đào thích gọi trà Đào đâu nhé. Nhưng rồi, những buổi cà phê nhạt dần. Đào cũng không thích Đào nữa. Đào này, bạn có muốn một trải nghiệm mới? Một thìa chăm sóc, một chút yêu thương, khuấy với điều tay, có ngay một bát trà xanh thơm lừng. Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản cùng với sông Hàn Tourist. Đây là Phương, ở nhà mọi người hay gọi em là Út nhỏ. Bên cạnh việc học ra thì nhỏ rảnh lắm. Út thích nghe nhạc, rồi đọc truyện, rồi Út ngồi nhắn tin, rồi lại đọc truyện. Đọc mãi rồi cũng chán, ăn thôi. Út nhỏ thích ăn phở gà, ẩm thực là một niềm đam mê to bự của nhỏ. Út cũng thích ăn bò kho bánh mì, vì Út thích bánh mì chấm với bò kho. Bò bít tết cũng là món luộc nha. Ăn hoài không ngán, món nào cũng đáng. Ăn gì nữa ta? Mời bạn thử món sushi đến từ Nhật Bản. Trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản cùng sông Hàn Tourist. Đây là Jessica, mọi người hay gọi là Jess. Jess là một nhà báo tự do. Cô hay tìm đến những điều mới lạ để viết về nó. Để tìm cảm hứng, Jess dạo quanh một vòng thành phố như bưu điện thành phố, Dinh Độc Lập, Nhà hát lớn Sài Gòn. Những nơi quen thuộc không có gì mới mẻ làm cho Jess chán nản. Bạn có muốn đến những địa điểm độc đáo? Mặc trên người bộ kimono đi dạo phố cổ Nhật Bản, Jess khám phá được nhiều điều mới lạ. Jess vui trở lại, cảm hứng đã quay lại với cô ấy. Tìm hiểu về một Nhật Bản thú vị cùng sông Hàn Tourist. Đây là Vi, cô quản lý trẻ tài năng. Vi làm việc rất hăng say. Đến lúc ăn, Vi cũng phải chạy deadline. Vì đến nhà, cô lại có một cái deadline khác. Và vòng quay cứ thế lặp lại. Làm việc, ăn, thấy chồng. Làm việc, ăn, thấy chồng. Làm việc, ăn, thấy chồng. Vì stress, vì bệnh, vì phiền muộn. Bạn có muốn đi du lịch một nơi xa? Sông Hàn Tourist để có thể lựa chọn những tour du lịch Nhật Bản phù hợp với bạn. Sông Hàn Tourist, chuyên gia du lịch Nhật Bản.